I have a pen. I have apple. Boom, Apple Pen. Còn các bạn muốn có robot thì sao? Thì truy cập vào shop kingdrop.com. Đó, thì các bạn chỉ cần ghi chữ kingdrop.com rồi ra ha. Thì shop cực kỳ có giá rẻ, uy tín và chất lượng cho các bạn luôn. Hãy ủng hộ shop giúp mình nhé. Và top có những phần thưởng như là top nạp nào đó. Các bạn sẽ có những phần thưởng giá trị nếu các bạn đu top mỗi tháng luôn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nhớ ủng hộ shop nhé. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Nidai và hôm nay thì mình sẽ chơi một tựa game thủ thành khác nha bạn, thủ thành mới á. Đó, thì tựa game này thì mình nghĩ là cũng, mình thấy là cũng ra cỡ cũng 4 tháng rồi các bạn. Đó, cũng là lâu rồi đó. Nhưng mà bây giờ mình mới gọi là mình thấy các bạn, kiểu vậy. Bây giờ mình mới tìm ra, kiểu vậy. Thì tựa game này tên là Tower Defense Shinobi đó bạn, thấy không? Bản beta thôi nha, chỉ là bản beta thôi. Đó, mà các bạn thấy bản beta không? Đẹp không? Đẹp thật sự ha. Kiểu đồ họa đó, đồ họa đúng đẹp luôn. Mình bật là match setting luôn rồi nha các bạn. Đó, tắt tiếng. Đó, là cực kỳ đẹp luôn. Đồ họa đẹp nè. Còn nhân vật đánh thủ thành như thế nào thì mình chưa có đi nên mình không có biết ha các bạn. Thì trước khi chơi thì mình phải nhập code trước đúng không? Đó, thì có 3 code mới trong có 3 code phải mới nha các bạn. Lộn, 3 code có thể sử dụng trong tựa game này. Bây giờ mình sẽ nhập nha. Đây, nhập code dưới đây. Hình con chim. Đó, rồi nè. Cái code đầu tiên. Một nè, 350 luôn. 350 cái gì đó. Cái fit gì đó. Tiếp theo cái chấm than đó nha các bạn, phải có chấm than đó nha. 300 fish cây luôn là đó. Tiếp tục đây, cuối cùng đó bạn, không mình lên được 1000. À, cái này là cái này là cái gì trong cái mì ramen của Naruto các bạn, có cái cục, có cái miếng này hình như chả hay gì á, chả cá đúng không, chả cá đúng không, đúng rồi đúng không bạn, hình như cái cục này là cục chả cá nè, ở trong mì ramen đó bạn, cái mì ramen Naruto ăn nó hơi bị ngon luôn. Kiểu vậy thì ngoài đây rất là rộng luôn nha các bạn. Kiểu mình chơi thủ thành mà cái map nó rộng vãi luôn á. Mình tưởng là cái game này là không phải là game thủ thành đó các bạn, là cái game đi farm lính á. Thì nó sẽ đẹp hơn đúng không các bạn, không? Đẹp quá trời đẹp luôn, cây nè. Wow, không phải tin được, đẹp thật sự. Đó, cái phần summon này nè các bạn, mình có thể chạy tới đây. Hoặc là các bạn bấm summon này luôn ha. Đó. Ồ, summon bằng cái cục chả cá này nha các bạn. Cái cục chả cá này thì 85 lần mình được nghĩ là sẽ được con 5 sao đúng không, kiểu vậy. Thì quay 10 lần là 500 là 10 lần nè. Đó, thì trong này có Minato còn trẻ đó bạn, đúng không? Minato này còn trẻ nè, chưa mặc áo Hokage nên còn yếu nên là 4 sao. Còn Sasuke là ui có ấn nè các bạn, đúng không? Cái ấn gì của Orochimaru nè. Đó, và 5 sao hiện tại ngon nhất đó chính là ông thầy Jiraiya nha các bạn. Đó, Jiraiya. Ông thầy của Minato với Naruto luôn. Được thế nhờ. Hiện tại là 35 phút nữa là sẽ đổi nha mày, nhưng mà hiện tại chúng mình quay trước đi ha. Rồi, quay. Để coi bao nhiêu thằng. Ui hay vậy. Ui. Ui. What? Ui đỉnh vậy. Bạn hay đỉnh không? Ủa cái gì vậy? Cái gì mà lắc đầu xong gõ xong nhân vật từ trong này ra nữa mày. Từ trong này ra cái mở. Rồi. Rồi cùi không nha, nãy giờ rốc ly rốc. Trời ơi, ba con rốc ly rồi. Ba rồi đúng không? Ồ, Minato. Hay quá, được Minato rồi bạn ơi, tím luôn nè. Ngon. Rồi, như vật này cùi không sao, không sao, không sao. Tiếp. Trời, sao nhiều vậy? Ồ, Neji. Được thế nhờ, Neji. Ồ, hết rồi nè. Ồ, Sasuke mình không có bạn ơi, nhưng mà kiểu mình muốn coi 5 sao tiếp theo sẽ là nhân vật gì á bạn. Kiểu vậy. Kiểu 5 sao tiếp theo sẽ là Itachi hay là Sasuke gì sao đúng không? Tại game này mình mới chơi các bạn. Nên mình không có biết là gồm có những nhân vật gì á. Đó, ở đây cũng không có nhân vật này, mình không có biết các bạn. Nên mình không có biết gồm có những nhân vật gì, mình không có, mình đang muốn để dành các bạn. Đó, nên kiểu mình đang muốn để dành để quay cho lần sau á, nên mình review cho bạn Minato được thôi nha các bạn, kiểu vậy. Đó. Rồi, mà cái đồng bên này làm gì ha? Tiểu map này rộng lắm luôn các bạn. Đó, mỗi nhân vật là làm một cái một câu chuyện khác nhau luôn á, thấy không? Một cái gì có rác. Ôi. What? Ơ từ. Tại sao vô bãi rác lại mở được? Tại sao mấy ninja này lại mở bãi rác nhờ? Sao nghe bụ rủ rồi mau nghe đắc sao bạn ơi? Đúng không? Sao kỹ ha, tự nhiên người ta ở đây quay ở dưới ramen này hợp lý nè. Đó, đẹp. Sao tự nhiên quay đống ninja bình thường này ở bãi rác nhờ? Đồ quay sao ta? Từ bãi rác này nhảy ra ninja hay gì vậy? Kỳ nha, hơi kỳ nha, hơi đắc bù rủ rồi mau đó.
Rồi bây giờ mình đi. Mình nghĩ là mình sẽ đi ải nha bạn. Cái đó challenge nè. Challenge mình không đủ cấp đi đâu. Nên mình mới chơi. À quên, mình bỏ nhân vật vô sai chứ, quên. Ui, Minato quý khung tím luôn, ngầu vậy. Wow, à có Evo nữa bạn. Ôi, quýt chưa. Ô, từ từ. Dễ thương kìa. Bạn nhìn nè. Minato đi sau lưng mình nè. Trời ơi, dễ thương vãi. Hay vậy. Tựa game này hay thật sự luôn bạn ơi. Wow, hay thật sự, không ngờ. Không ngờ có game thủ thành này luôn á ta. Kiểu mình vừa tìm ra được các bạn, hên mới tìm ra được á chứ. Hay thật sự. Rồi để mình lắp tiếp theo nha. Neji đi, mình thích Neji hơn các bạn ơi. Lockery với lại vật này mình không có thích bằng Neji. Rồi tiếp theo, rồi đứng sau lưng nữa không. À cái này thì mua game pass nè, mua bằng tiền. Ủa hai nhân vật mà, à có một nhân vật đầu đi theo thôi nhá bạn. Dễ thương thật sự chứ. Kiểu đi theo đúng với đứa cute luôn. Rồi bây giờ mình giống mình Evo đi nhá bạn. À Evo này là. À không thể Evo nhá bạn, nhân vật này không thể Evo. À nhân vật này lên được. Ồ Neji có thể là. Ồ còn mấy nhân vật quay từ bằng bằng tiền bạc nữa bạn. Đó quay bằng tiền bạc nè. Fit có cho ăn luôn nè. Ok có skin luôn hả. Không không có skin gì hết. Fit đi cho ăn bớt đi hả bạn. Đó cho ăn mấy nhân vật này đi, tại mấy nhân vật này mình cũng không có xài nhiều. À để lại một thôi ha. Rồi để lại một thôi. Rồi fit. Ok ngon lành gì mà nhìn déo đi chứ bạn. Hay ha. Để đi theo kìa bạn, nhìn đi theo nè. Đúng của te luôn. Kiểu vậy. Rồi bây giờ mình đây. Ủa mình hình vuông nha bạn. Vô đây thì mình sẽ là nhân vật hình vuông. Đây story mode này mình vô đây ha. Mình vô story mode đi. Story mode đẹp quá ha. Wow, rộng thực sự luôn á bạn. Wow, map rộng thực sự. Nhưng vô mà vô đây thì nhân vật mình hình vuông hơi kỳ. Trời. Ui, các bạn thấy không? Vô trong là mình là vô giống như vô khán đài đó bạn. Đó. Ô là mình đi ngồi vô giống như mình ngồi trong này mình dễ lao bạn, chờ gọi là sao ta, ngồi nó mày chờ ra đấu hả bạn, kiểu mỗi người phòng á đó, xong kiểu tới lượt cái ra đấu đỉnh luôn. Wow. Rồi làng lá nha. Ủa mày, ô có gara Rockly nè, Sasuke Sasuka không, ô có thầy luôn nè. Ồ có thầy Kakashi cũng được nhiên, hợp lý. Rồi vô coi. À, với là bạn gái Naruto nữa. Ô. Easy thôi, easy thôi, không chơi được gì đâu. Cái gì focus start. Từ từ, mình chưa biết đường ra, từ. Ô cái làng lá đây. Ui, rộng lắm nha bạn. Map rộng vãi luôn á. Kiểu làm rộng vãi là đường vô đây đúng không? Ok, thì vô làng lá ở đây. Rồi mình. Rồi, ok vô. Không biết có auto lit không? Auto skip với lộn auto lit. Auto skip nha bạn. Để mình nghĩ là chắc mình nghĩ thủ ổn rồi đó. Rồi để coi mình để coi nhân vật này đi ra từ đâu nhé bạn. Đi có quẹo hai đường hay không á. Kiểu lắc hay sao bạn ơi, binh cao đúng không? Để mình bật binh. Ờ à, đúng rồi bạn ơi, ngàn mấy binh luôn, hàng chi đi giật. Kiểu không biết, mình cũng biết sao tự nhiên giờ Roblox lắc ghê á bạn ơi. Lắc vãi luôn á. Đó đi cứ giật. Tắt Ginny đi. Đó các bạn nào biết chơi Ginny không? Tại Ginny là đó là tuổi thơ mình phải chơi các bạn. Rồi thì đó hiện tại là đi đây nha, chắc mình đặt Minato ở đây đi nha bạn. Trời Minato rộng vậy, Neji cứ như đây mà Minato what the. Ôi đỉnh nhở, đỉnh thật á. Thì mình đặt đây luôn nha, mình đặt đâu cho đẹp đi ha, mình đặt đây đi ha. Rồi đặt Minato đây đi. Rồi con Minato làm cái gì nhá bạn, cái gì vậy? Ồ, à quăng vi tiêu xong rồi dùng cái đó bạn không? Cái này là cái gì quên rồi ta? Cái gì đó? Cái gì quên đây? Lâu quá không xài tia chớp gì đó. Sấm sét gì đó. Đó điện đó bạn, nói chung là điện đó xài xong rồi quăng tới. Ồ bài Neji. Neji ra lẹ. Ồ lắc quá bạn ơi, mình đặt ra không có được luôn bạn không nè. Ui. Ôi. Ồ nhìn Neji đánh kìa đẹp vậy. Ôi đỉnh vãi bạn ơi. Ôi Neji bật cái dòng nó lên đấm kìa. Wow cần hết, mình đặt một dãy Neji đây nhé bạn, còn Minato mình đặt ở đây đó. Tại trong này tiền cũng dễ có nhé bạn, tiền mình thấy có cũng nhiều đó chứ, đã vậy ta đó. Ủa đấm, ủa dỗ đấm rồi,
Neji là tới 65 đam nha mày. 65 đam. 6 giây đánh nè, 6 giây đánh tầm là có 9 thôi, đúng không? Còn Minato là tới 160 đam. Ôi, đánh 5 giây tầm là 36 nha mày. Ôi. Nhưng mà trong này không có hiện là đánh AoE hay là đánh first, cái này đánh cái con đầu mà đúng không? Không có đánh AoE hay là đánh cái đường gì vậy, mình không có biết nữa. Nó kiểu vậy, đánh một mục tiêu hay là đánh AoE hay là đánh gì đó. Cái này first đúng không? Last là đây là chọn mục tiêu đánh mà. Đúng không? Kiểu vậy, mình không biết Neji có đánh AoE hay không các bạn, kiểu vậy. Từ từ mình đặt Neji ra thử nha. Đặt Neji đi đi, có đánh lane không? Hay đánh một. Ủa lắc quá bạn ơi, đặt không ra luôn kìa, thấy chưa? Ủa giật. Oh my god. Lắc tê. À đặt được trong một vài con hả? Đặt được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đặt được có 6 con hay gì vậy? À bạn ơi đúng rồi, đặt được có 6 con thôi. Rồi bán Neji đây ha. Mình đặt đây đi ha. Rồi chỉ đặt được 6 con thôi, giới hạn. Rồi đặt rồi đó, ra chưa? Đặt rồi đó nha. Đặt rồi không ra. Chấm hỏi. What? Lắc dữ vậy ta. Ôi, rồi đặt rồi nè các bạn, đặt rồi. Trời lắc kinh luôn á. Rồi giờ mình bị lỗi luôn rồi các bạn ơi, lỗi luôn nè, tắt không được luôn rồi. Oh no. À đây. Hình như đánh một mục tiêu rồi các bạn ơi, đánh có một mục tiêu à. Đúng rồi, đánh có một mục tiêu à. Thôi từ để mình coi đi, tới đi ha. Tới để mình coi biết tiếp. Giờ mình nâng đi ha, mình nâng lên ha. Giờ Minato là chỉ còn 400 nè. Cộng thêm 185 đam luôn. Ủa 300 đam nè. Ủa nâng có 2 lần hả? 450 cái nữa. Nâng có 2 lần rồi các bạn ơi, trong này nâng được có 2 lần à. Chiêu thì cũng có đẹp nè, chiêu thì các bạn thấy Neji không? Admin làm cũng khá là đẹp đó chứ. Chủ mở cái đó ra đấm khá là đã luôn. Được. Vậy là tổng là tới 680 đam, 5 giây và tầm là 25 nha các bạn. Ồ, được thế nhờ. À, tầm ngắn lại nè. Tự nhiên nâng lên xong tầm dần ngắn ngủn rồi nè. Tầm ngắn bớt nha bạn, tầm ngắn bớt nhưng mà đam sẽ to lên, đó kiểu vậy. Ô, ơi cái đường chỉ này mình nghĩ là đánh. À. Cái đường chỉ. À đây chữ V đó bạn. À chữ V nè. Vậy là Minato nâng lên sẽ thành chữ V nha bạn, để mình bán Minato đi. Lát hồi mình đặt ở trên này đi ha, để cho đánh cho bạn coi. Từ giờ mình coi Neji có đánh AoE hay không đã. Mình đang thắc mắc Neji có đánh AoE hay không đã. Rồi đánh như vật này, không trúng như vật này nha. Hay hoặc là tầm xa quá đúng không? Kiểu vậy, từ giờ mình nâng Neji lên đi ha. 430 nè. Rồi, lên được nhiêu đam? Lên được 94 đam, 6 giây và tầm lên được 16 nè. Vẫn vậy nha bạn, họ không đánh AoE lắm mà tầm xa hơn được à. Rồi 540, nâng lên luôn. Rồi max rồi nha, max là 100. Ô. Max là 199 đam. 6 giây và tầm là 18 nhưng mà vẫn đánh một mục tiêu nha các bạn thấy không? Đó đánh vẫn có một mục tiêu à. Đó không có nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đặt Minato ở đây ha. Đây, đặt Minato ở đây đi. Mình chỉnh đánh last ha. Last. Đây đó, mình nâng Minato max lên nha. Ở đây coi Minato. Ô, Rasengan này nè. Nâng max lên là Minato sẽ là Rasengan nha các bạn. Nguyên cục Rasengan luôn. Nhưng mà sau kỳ cái Neji trưởng cái đường cũng chưa vê mà đúng không các bạn? Cũng trưởng cái đường chữ V mà không có AoE chữ V ha, đánh một tiêu mới kỳ á chứ. Giờ mình đi vô coi làng lá coi. Ui, làng lá làm cũng khá là tỉ mỉ đẹp nha bạn. Ui, vô đây có cây máu nữa bạn, chứ phải cây máu trên đây không nha. Hay ha. Nhưng mà cái cổng đi xuyên là hơi kỳ nha. Ơ, rồi, ủa cái gì vậy? Ui, sao mình đi xuyên mà Nhật lại đứng trên đây được? Minato đứng trên đây được hả? What? What game? Bữa thật sự. Nhưng mà chiêu đẹp nha các bạn, chiêu đẹp thiệt. Chiêu của Neji với lại Minato luôn nè. Mình bật auto skill mà ta, sao tới lâu vậy? Hồi nãy đang thấy còn đông lắm mà. Rồi đứng ra ngoài, đừng, đang đi nữa chừng, đừng có văng là mất. Từ bình tĩnh, đừng có văng. Đó, bán bớt đây nha các bạn. Mình nghĩ hai nhân vật là thủ đủ rồi. Mở một lần là thủ đủ luôn á chứ, đã thiệt. Đâu? Xài chiêu coi. Ôi, Rasengan kìa. Ôi. Đúng, đó mày không? Cũng là trưởng giống y chang Neji luôn các bạn nhìn nào. Đó, cũng đánh y chang Neji luôn mà Minato là chiêu V. Neji lại đánh một mục tiêu. Kỳ ha. Đó cũng là một cái làn khói nè, một cái vòng là đó cũng một làn khói một vòng. Ảo thịt đấy. Thôi mình nghĩ là mình đặt ở trên đây luôn nha các bạn, cho win nhanh á. Chứ thôi lâu quá. Đây. Nâng lên. Rồi đó.
Đủ đây nghỉ dư rồi. Đủ đây là cơn hết. Wow, mà cái đường các bạn thấy cái đường chỉ không? Cái đường chỉ là cái phi tiêu của ninja luôn ha. Đó, hay là vậy. Và cái đường vô này là cái cổng gì nè. Ngoài này mình rớt xuống bị gì không? Ủa đi ngoài này được hả? What? Có đường vô hết hồn. Hết hồn. Tưởng không toàn là không vô được luôn á bạn, là mình không biết đường nào vô luôn á. Ôi, có cái đường nước đây luôn nè. Vô không vô được. À, hên là có cái đường này vô nha. Vãi thực sự. Vô hồi tan rồi. Rồi, để coi con boss trong này như thế nào nha mày. Để coi con boss như thế nào. Ủa bạn không? Thế nên vô bật cái dòng ra đấm khá là đã luôn. Ủa. Đục. Đã ha. Nè, đục cho bạn coi nè. Ủa. Hay ha. Rồi, quay cuối cùng rồi nè bạn. Last quay rồi nè. Để coi có boss không. Máu cũng dễ cho mày, quá trong này có 55 máu à. Mà con Minato của mình là một lần tới 600 máu, Neji chín mấy đam cho lộn. Đam là dư rồi. Dễ lắm. Để mình coi boss ải này là cái gì đã. Để mình coi boss nha. Với lại không có dược theo từng cái một ải, hai ải, ba ải như là bên Onta hả bạn. Đó, thì cái này chọn đúng một ải nhưng mà có độ khó dễ hoặc là cực khó thôi. Đó. Dễ bình thường với khó, tiện khó, dễ cực dễ gì. Dễ bình thường hoặc khó nữa bạn đó. Một cái ải có 3 chế độ thôi. Chứ không phải là đi dược từng ải như là bên Onta. Đó, thì mỗi game có một kiểu riêng mà, kiểu vậy. Rồi. Ủa boss xong, boss đâu? À boss đấy hả? Ngàn máu. Ồ. À boss đấy hả? Tại mình không thấy chữ boss luôn á bạn. Ở sẵn rồi nè. Ôi, một trận tới 100 cái quay luôn. Ngon vậy. 5 năm đi 5 trận là đủ 10 lần quay luôn các bạn. Nhanh luôn á. Ồ, 100 yên 50 niệm nè. À cái kia là yên. Ok, cái đồng bạc đó là yên. Rồi. Thì mình nghĩ là chắc kết thúc clip tại đây thôi nha các bạn. Thì các bạn nào thấy hay á, cho mình xin một like, một subscribe của mình ha, để mình có động lực ở những clip hay nữa ha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Bye bye.